Tiếp theo chương trình là hai tác phẩm Ballad số 2 và số 3 của nhạc sĩ lãng mạn Frédéric Chopin. Qua phần trình bày của nghệ sĩ Anne Aron, Ballad số 2 Opus 38 và nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hà, Ballad số 3 Opus 47. The next performance is two ballads of Frédéric Chopin. Ballad number 2 Opus 38 by Anne Aron and Ballad number 3 Opus 47 by Nguyễn Khắc Hà. Thank you.
phẩm tiếp theo và là tác phẩm cuối của phần 1. Prelude Opus 23 số 5, dòng son thứ của Rachmaninoff qua phần trình bày của nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hạ. And the last piece in the part 1 is the Prelude Opus 23, number 5 in G minor of Rachmaninoff by Nguyễn Khắc Hạ.
mời quý vị giải lao trong 10 phút. Please have an intermission in 10 minutes.